ra là chết, thằng nào hồi sinh ra là chết. Thí sinh tiếp theo đó. Trời ơi, cảm ơn lốc xoáy, mình đang bị kẹt lốc xoáy tân mình ra khỏi vòng vây luôn á. Xử lý luôn, xử lý luôn. Cái mẹ. Úi giời, vâng cho anh tử thần ạ. Ông tướng lớp kia đâu rồi? Không thể bắn nhỉ? Bắn có làm đâu. Chửi chạy thôi. Không phải ông tướng đâu, mà là bà đấy. Là bà đấy. Đừng có mà coi thường. Kẹp từ hôm qua giờ mà. Từ đi vào ba lên đó. À, từ lên ba lên. 15 đàm. Anh lộ mà kêu ghép. Nói chung là ghép nào nhỉ? Ghép nó cùng. Phải cấm ông nào mà giờ này kích ạ. Ba mình làm gì có đâu. Có chắc là nên ghép co cung cấp. Chứ có cấp. Anh cái gì mà có 95 đề đấy. Có bắn đâu. Chạy thôi. Chủ yếu chạy vậy. Ông nào vừa mời ông Hoàn à? Ông Hoàn mời tôi vào xong kích ra chứ. Ôi giời ơi. Bom nha, cố gắng mà chạy nhanh lên. Tôi không là vỡ mồm ấy. Cú bom. Còn lại chữ bè. Nào, con chó này. Cậu mẹ mày luôn nhá. Gì vậy? Hôm nay tôi với giáo sư hôm nay đang có một cuộc thi ngầm, đó là cuộc thi ai cục xúc hơn ai. Cái bịt con má. Nhờ nó có hèn mày. Bom. Chấn điểm. Cứu bom như thế nào. Không kịp rồi. Ba. Được cứu rồi. Đéo kịp. Mẹ. Vãi khốn lành. Đi đâu đấy. Tôi đang ở khu tôi do ông giật đuổi cho bằng chết của tôi còn chẳng biết gì đâu cơ. Thôi bây giờ thôi ở lại, tôi ở lại đấy để tôi Rồi về một này. Rồi về luôn kệ bên đó có con Bi rồi. Bi kéo con boss bên đó luôn. Được rồi, có Bi rồi. Ok. Con ơi. Ném đây. Ủa đâu phải mình đâu. Mình đang ôm boss nè. Toàn. Rồi sẵn từ từ luôn. Cảm ơn. Cảm ơn ông, bây giờ tôi là thằng bị dí. Cứu bom. Rồi vẫn cứu được. Mày quá. Mẹ tôi đéo cứu gì anh, cứu cho. Trên này tiệt sướng đúng sướng. Ôi vãi lần. Cái gì? Đang né con boss. Cái lóc đẩy lên đầu con boss không. Hay lắm. Đi chết. Biết cơ ạ. Cây coi sao, coi dây 3 sao còn cao hơn coi ấy. Đúng rồi. Đây là chuyện rất đúng mà, Tema. Nói chung là cố gắng ấy. Là mấy con vãi cả nhái bị tử thần dí. Má nó mất một trận 30 vừa nữa là lên cấp thì nó kích bà nó ra chứ. Cày thật. Rồi, xoáy. Má nó đam mình không có được hơn 200 điểm, nó bảo mình treo nên là kích mẹ ra. Lột má. Đéo chạy kịp ạ, đi con mẹ. What the hell? À đây. Bom. Cứu bom mau. Ôi toàn đến mình. Bây giờ đến lượt mình là gì đấy.
may quá không bị dí nữa. Không phải không bị mà là chưa bị dí thôi. Mẹ con mong tôi dí. Con đồ mùi bóng cuối này. Mẹ mày. Cút sang một bên. Ok, ôi sao, ôi kìa. Vừa nói sao. Bom. Mẹ nó. Ồ, vẽ kết. Con chó này. Đâu rồi? Tụi thần đâu? Thôi kệ đó. Ôi dạy như cái này. Mẹ đam bốt. Thôi tạo ao, thôi tạo ao. Cho cao cái sợi gân. Ui mẹ ơi, mảnh cá linh. Ui dồi ôi, mảnh cá linh nhựa vãi. Để tôi ta lại đã, chuẩn bị ở đây. Vậy là một buổi livestream kết thúc. Nói chung là event thì đã được VR Live công bố. Nhưng mà thật sự là trông có vẻ hơi phèn với khá nhiều người. Nói chung thì chúng ta cứ chờ xem như thế nào nhé. Còn ngày mai, ngày kia, chắc ngày kia, mày kia bắt đầu rồi. Thì ai mà muốn gửi kèo gì thì cứ inbox page nhá. Tôi sẽ lại nhận quay cho mọi người. Còn bây giờ buổi livestream thì đây để kết thúc. Và chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Và hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tối ngày mai nhé. Good night. Thank you.